Xin chào bạn nha, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái bài nhật ký của mẹ hướng dẫn piano nha. Thì bây giờ cái bản piano thì bạn thấy cái bản piano nó có hai dòng như thế này, thì bản nhạc này nó toàn là nốt đơn ha. Nốt đơn thì như bạn biết là nốt đơn là nốt cái nó nửa nhịp nào đứng trước ha, nửa nhịp nào đứng trước thì nhịp chân xuống, nửa nhịp nào đứng sau thì nhấc chân lên, nhịp xuống cũng nhấc lên, nhịp xuống nhấc lên. Nếu bạn nè, bạn nếu bạn chưa quen thì bạn lấy cái bút ha, bạn lấy bút chì, bạn vạch cái nhịp xuống, cái nào đứng trước thì bạn vạch nhịp xuống, cái nào đứng sau bạn vạch cái mũi tên nhấc lên. Như vậy á thì mình sẽ rõ cái nhịp được ha, mình rõ cái nhịp được thì mình sẽ dễ đàn hơn đó. Bạn lấy bút, bạn cái nào đứng trước nhịp xuống, nào đứng sau nhấc lên, cứ vẽ như vậy ha, vẽ như vậy cho nó quen cũng được. Rồi bây giờ cái phần đầu tiên mình sẽ hướng dẫn bạn cái phần đọc nốt gõ nhịp nha. Thì đọc nốt gõ nhịp cái bài này á, cái câu này là cái câu intro ha. Cái câu intro thì nó có 4 câu, thì mình phân chia ra câu như thế này đó. Ba câu đây, một câu, hai câu, ba câu ở đây, câu thứ tư ở đây ha, câu thứ tư ở đây đó. Thì bây giờ mình đọc cái câu một trước ha. Câu một này: đô si đô si đô mì. À lúc này nút mì mình viết bị sai, lỗi ha. Đây nút mì, bạn sửa lại giúp mình, đây nút mì nha ha. Đô si đô si đô mì, si la si. Hai, bạn đếm rõ ra cho mình như vậy nha, đếm nhịp rồi nhịp chân rõ ra luôn ha. Ví dụ lại nha: đô si đô si đô mì si la si. Hai đó, đã tập thật là kỹ một câu này ha, tập thật kỹ một câu này, bắt đầu qua câu thứ hai nè. La sòn la, cứ nốt đơn thì nốt đứng trước, nhịp chân xuống, nốt đứng sau nhấc chân lên ha. La sòn la sòn phà sòn mì. Hai ba, mình đọc lại một lần, đọc lại một lần này: la sòn la sòn phà sòn mì. Hai ba, ok chưa? Ok rồi, thì bạn sẽ ghép, bạn sẽ đọc câu 1 và câu 2 cho mình ha. Đô si đô si đô mì si la si. Hai, la sòn la sòn phà sòn mì. Hai ba, đó xong hai câu ha. Khi mà bạn chưa quen, chưa làm đọc hai câu này thì bạn nên đọc lại ha, bạn nên đọc lại, còn mình thì mình hướng dẫn tiếp để bạn theo dõi tiếp nha. Khi mà bạn vững hai câu rồi thì tập câu thứ ba. Câu này giống câu thứ nhất này bạn ha, rất là dễ nè. Đô si đô si đô mì si la si. Hai, thì giống câu thứ nhất luôn ha, câu giống câu thứ nhất luôn. Mình đọc câu thứ tư luôn nè: đô si la si son mì la. Lại nha: đô si la si son mì la. Đó thì bạn thấy cái nốt đơn là mình đi đều, giống như mình đi bộ với lại đi chân phải, xong cái chân trái ha, chân phải với chân trái, chân phải với chân trái, cứ đi đều đặn, đều đều đặn nhịp nhàng như vậy á. Không bao giờ mình đi chân phải hai bước hết, mình đi chân phải xong mình qua chân trái, chân phải qua chân trái vậy đó. Thì mình đi đều ha, bạn cố gắng tập đều, tập từ từ thôi, tập một câu thôi, một câu nó chỉ có mấy nốt này, mình tập nhiều lần cho nó quen một câu này thì cứ qua câu thứ hai bạn sẽ dễ dàng hơn, bạn sẽ tập ít thời gian, tốn ít thời gian hơn nha. Rồi bây giờ mình đọc lại intro này một lần. Intro là cái dạo nhạc đó ha. Đô si đô si đô mì si la si. Hai, la sòn la sòn phà sòn mì. Hai ba, đô si đô si đô mì si la si. Hai câu cuối cùng: la đô si la si son mì la. Đập, bạn nhớ là nốt đen, nốt đen là một nhịp ha, nốt đen là một nhịp bao gồm nhịp chân xuống nè, nhấc chân lên mới hết một nhịp đó, nhịp chân xuống nhấc lên mới hết một nhịp, xong là nhịp chân xuống, nhịp xuống dấu chấm này, kéo chấm mình đếm là đập, để cái nốt tiếp theo là mình nhấc lên đó. Bạn nào vẫn cơ bản rồi thì cái này nó rất là đơn giản ha, nên cố gắng tập kỹ, nếu mà bạn chưa vững thì bạn vừa học vừa ôn ở đây luôn. La, bây giờ đọc từ la ha.
la này đập xuống nhấc lên hết nút đen rồi đập xuống dấu chấm đếm là nhịp xuống dấu chấm đếm là đập ha nhấc lên nút đầu nút mi mi rê mi đố đập ha nút đen dấu chấm này đây nó giống như nút này nữa ha nhưng mà nó là lên nút đô mình đọc lại nha à, đập dấu chấm này nè mi rê mi đố đập mi rê mi si đập mi rê mi la son fa mi đập mi rê mi là qua cái tăng sau rồi ha tới đây ha mi rê mi là rồi qua tăng sau nha rồi bây giờ cái phần mình đọc lại cái phần vào bài nè à tới mình đọc cái vô la này ha la đập mi rê mi đố đập mi rê mi si đập mi rê mi la son fa mi à cái dấu lặng đơn này dấu lặng đơn này nó nghỉ nửa nhịp ha nó nghỉ nửa nhịp nhưng mà nó nghỉ nửa nhịp nhưng mà đây là chẳng một nhịp rồi thì nốt này tiếp theo nó sẽ là nhịp chân xuống nốt này sẽ là nhấc chân lên nghĩa là nhịp nào nửa nhịp nào đứng trước nhịp chân xuống nửa nhịp nào đứng sau nhấc chân lên ha rồi thì chỗ này mình đàn không đàn mình đếm nó là đập tại vì nó ở phát đập xuống ha la son fa mi đập dấu chấm nè mi rê mi qua trang sau ha đó thì cái phần tay phải thì bạn tập thật là kỹ cho mình bạn nên đọc nốt rồi gõ nhịp xong rồi gửi cho mình chỉnh sửa ok rồi bạn hãy vào tập đàn thì nó sẽ dễ dàng hơn là bạn tự tập nhiều khi bạn không biết mình đã đọc đúng hay đọc sai á mà cái phần mà đọc nốt gõ nhịp này rất là quan trọng bạn đọc đúng ha đọc đúng đàn thì nó sẽ đàn đúng còn bạn đọc sai bạn sẽ bị đàn sai theo tại vì cái bước này là bước phân tích bản nhạc mà mình phân tích rất sai thì mình sẽ đàn không thể nào đúng được ha nên là cố gắng cái bước này thật làm thật là kỹ để những cái bước sau mình sẽ dễ dàng hơn còn ở phần tay trái mình hướng dẫn đọc nốt luôn ha đây là nốt la học đây hợp âm la thứ ha la thứ thì bạn chưa quen hợp âm thì bạn mình để đây rồi để ký hiệu để bạn từ từ bạn làm quen dần dần với nó ha la mi la mi la hai nốt nhạc bạn nói là giống nhau ở dưới nốt mi nè giữa nốt mi nè mi la này sẽ lúc nào tí này mình sẽ đàn chung một lúc ha cùng một lúc nha là nè mi la tiếp theo si mi nốt đen mỗi nốt một nhịp như bạn nha mi nè si mi fa đô fa hai nốt này cùng một lúc đó nha đô 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 ha đô son đô này son đô ha rồi tiếp theo đây là mi la mi si mi thì cái bài này nó có mấy hợp âm nó quay đi quay lại thôi nên là bạn có thể tập một cái hợp âm đầu dòng một cái dòng đầu hợp âm này mà thì bạn thấy nó đã lặp lại này ha đây là này tới đây nó lặp lại nó là này ha tới đây bạn là bạn là này mi đây này qua đây lặp lại mi đây này ha nên là bạn tập thật là kỹ một cái dòng đầu của hợp âm này cái phần bên trái này thì bạn thấy sẽ trong bài nó sẽ lặp đi lặp lại rất là nhiều cái phần hợp âm này nên là tập kỹ cái này thì bạn sẽ nhìn bản nhạc những cái câu sau của bản nhạc nó sẽ dễ dàng hơn ha rồi bắt đầu phần phía dòng thứ hai này đô fa là mi la thấy nó giống này không là mi la thấy không rồi cái này là mi la mi đây là nốt đơn ha đơn thì đây nốt đây này nhịp xuống này nhấc lên nốt đen thì nhịp như thế này là mi la mi ha là mi la mi rồi qua cái nhịp này là mi si fa đô rồi tiếp theo cái này là mi la mi đó nó đi như vậy thôi ha thì khi mà bạn xem cái xong cái video này bạn hiểu cái phần nốt nhịp mình phân tích rồi thì bạn tắt video bạn đừng có mở cái phần mình tập tay phải từ tập từng tay mà bạn đọc nốt cả nhịp được xong bạn quay video bạn gửi mình coi mình sửa cho bạn ok xong mình học tập bước tiếp theo nha tại vì cái phần này bạn vừa học kiến thức vừa học bản nhạc bạn yêu thích vừa học kiến thức qua đó luôn để mà sau khi mà bạn xong cái bài này rồi bạn sẽ hiểu được kiến thức và chơi được bản nhạc mình thích nữa là rất là tiện luôn ha
giai điệu của phần mà phần đầu tiên ha. Thì bạn xem cái phần bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cầm tay nha. Rồi bây giờ cái phần tay phải ha, phần tay phải thì cái số ngón á, người bạn sẽ xếp ngón trong trong một câu, và mình không để số ngón, là mình muốn bạn có thể linh hoạt số ngón, bạn không có cần phải quá cứng nhắc cái số ngón, để cho cái việc mai mốt di chuyển ngón của bạn sẽ thuận lợi hơn. Còn nhiều khi mình để số ngón là bạn cố gắng mà theo số ngón đó là bạn thì sẽ bị khuôn mẫu, bị khuôn phép, nó sẽ khó khăn, nó không có, nó bị hạn chế ha. Nên là bạn để ý nè, trong cái câu đầu tiên đố si đố si đố mì si la si, thì cái câu này bạn thấy nút đô nó cao nhất là nút mì thấp nhất, thì mình sẽ để như thế này: nút đô cao nhất số 5, nút mì thấp nhất mình để ở số 1 nè ha. Đô si đô si đô mì si la si 2 đó, nhớ vừa đàn vừa nhịp chân luôn. Đô si đô si đô mì si la si 2 đàn nhiều lần một cái câu này cho mình ha. Rồi bắt đầu qua câu thứ hai nè. Rồi câu thứ hai thì nút la cao nhất, nút mì thấp nhất, thì bạn để im tay này cũng được, hoặc là bạn có thể chỉ ngón nút la để chỉ ngón số 5 nè. La son la son fa son mi 2 đã nha. La son la son fa son mi 2 3 đó, thì mình ghép hai câu nè. Đố si đố si đố mi si la si 2 la son la son fa son mi 2 3 nghĩa là những cái câu những nốt bạn để ý tới nốt cao nhất hoặc nốt thấp nhất, còn những nốt còn lại mình sẽ linh động trong cái khoảng mà khi có nốt thì mình linh động đó ha. Đô si đô si đô mi si la si 2 la son la son fa son mi 2 3 ok chưa. Rồi bắt đầu qua câu thứ ba. Câu thứ ba thì giống y câu số 1, nên mình để ngón cũng giống câu số 1 luôn ha. Đô si đô si đô mi si la si 2 rồi câu cuối cùng nè. Câu cuối cùng của intro ha. Đô si la si son mi la. Câu này câu số 4 này thì bạn để tay ở cùng một cái vị trí con số 3 luôn, khỏi cần di chuyển ha. Đô si la si son mi la. Đập. Đó, bây giờ mình đàn lại 4 câu intro ha. Cái câu intro, vô câu intro nó có 4 câu nhỏ, thì mình đàn lại hết cái đoạn intro luôn nè. Đô si đô si đô mi si la si 2 nhớ vừa đàn vừa nhịp chân hát mốt luôn nha. La son la son la son mi 2 3 tiếp câu thứ 3. Câu cuối cùng. Đập. Rồi bắt đầu vào bài nè. À, vào bài nó nốt ở quãng trên nè. Rồi nốt đô cao nhất, nốt rè thấp nhất. Bạn nhìn để ý là nốt đô nè. Nốt rè đây. Đây là nốt đô thứ 5 ở trên đàn, cái đàn piano. Ha, nếu mà bạn tập trên đàn organ thì đó là đô thứ 4 ha. À, đây là đô thứ 6 trên đàn organ, ở trên đàn piano. Cái nốt đô này nè, nốt đô này bạn phải đàn nốt đô thứ 6, đàn 1, 2, 3, 4, 5, 6, đô thứ 6 trên đàn ha. Còn nếu mà đàn bạn tập, bạn lấy cái đàn organ này bạn tập piano thì nó là cái nốt đô thứ 5 nha. Mình đàn lại vô bài nè. Đập. Mi đê mi đô. Đập. Mi đê mi si. Đập. Đê mi la đập. Tới đây nha, mình làm lại ha. Từ đầu vào bài nè. Mi đê mi đô. Đập. Đê mi si. Đập. Mi đê mi đô. Son fa mi. Đập. Ha, ok không? Rồi tiếp theo nè. Mi đê mi la. Bắt đầu qua rồi ô nhịp thứ 8, ô nhịp thứ 5. Thứ 7, 8, 9, 10, 11, 12, ở nhịp thứ 12, bắt đầu qua nhịp thứ 13 ha. Mi, 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 la. Đến lúc này dừng nha. Mi,
chỗ này mình chỉ ngón, tại vì nút là có nút là thấp nhất mình phải chỉ ngón xuống ha. Bây giờ mình đàn hàm hết luôn cái câu từ đầu luôn nha. Đô si đô si đô mi si la si hai la son la son la son mi hai ba. Đô si đô si đô mi si la si hai đô si la si son mi la. Đọc chỉ ngón nè, mi đập mi mi si đập mi re mi la son fa mi chỉ ngón đập mi re mi la đó tới đó ha, tay phải tới đó nha, tập thật kỹ tay phải cho mình, tại vì tay phải á là nó là tay giai ngón giai điệu tay trái nó đàn theo ha, nó tập theo nó khác giữa trên cái tay giai điệu của tay phải, nên là bạn phải tập tay phải cho kỹ, nốt nhịp ngón cho đành đọt rồi tập tay trái vào rồi mình ghép nó sẽ dễ dàng hơn nha. Bây giờ tay trái nè, có hai nốt chồng lên nhau ha, là nè, mi với la nó chồng lên nhau ha, thì mình sẽ đàn cùng một lúc ha. Bắt đầu tới đây thì bạn nhớ tập medan nha, qua bắt đầu qua tập phần giảm hợp âm, tập hợp âm thì bạn tập mình giảm medan cho mình, giảm medan trong một phần một khoa ha, trong một ô nhịp, ví dụ là la là một medan, khi mà bắt đầu qua ô thứ hai thì bạn nhấc nhẹ lên giảm xuống lại giảm hết ô nhịp medan, thì bạn xem kỹ lại cái phần hướng dẫn medan ha. La nè, la la rồi nhấc medan qua mi mi mi, đây là ô thứ hai, mình làm lại ô thứ nhất và ô thứ hai nha. La 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 mi mi mi, ok không, lại nha. La mỗi nốt một nhịp, la 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 mi mi mi, qua ô nhịp thứ ba là fa nè, fa fa fa, nó hai nốt này mình đọc nốt ở trên cao nha, fa fa fa. Rồi tiếp theo ô nhịp thứ tư là đô đô đô, ô nhịp thứ năm là la la la, thứ sáu là mi mi mi. Rồi bắt đầu ở nhịp thứ bảy ha, fa fa fa, tám này là la la, đó hết ở nhịp thứ tám là hết cái intro. Bắt đầu ở nhịp thứ chín là vào bài, thì nó cái cách đi nó sẽ khác, nghĩa là phần intro tay trái nó có một kiểu đi, bắt đầu qua giai điệu thì nó sẽ có hai kiểu đi, hai kiểu ngón tay trái ha. Đây là kiểu thứ nhất nè, la mi la mi la mi la mi, đã bạn tập thật là kỹ một cái đầu tiên này, những cái sau nó tương tự như vậy luôn. Đàn ngón 5 2 1 ha. La mi la mi, bắt đầu qua ô thứ hai nè, qua ô thứ 10 nè. Mi si mi si, qua ô thứ 11. Fa đô fa đô, tiếp theo la mi la mi. Mình đàn lại từ chỗ bắt đầu vào bài, bắt đầu từ ô số 9 nha. La mi la mi mi si si, fa đô fa đô, la mi la mi. Đó, tập tay trái cũng phải tập kỹ nhịp ra, thì bắt đầu ghép hai tay mới phải vào, tại vì hai tay nó có chung điểm chung là nhịp ha, nhịp nên là nhịp của mình không vững á, thì mình sẽ mình đàn mình tập thì nó sẽ khó khăn, nên là tập thật là kỹ cái phần nốt và nhịp của từng tay, bắt đầu ghép vào nha. Rồi bây giờ ghép vào, mình sẽ ghép một cái câu đầu tiên, đô si đô si đô mi si la si, tay trái đọc la nè, tay phải đô nè, đô si đô si đô, cứ nhịp chân hai, nhịp chân xuống này, nhịp chân xuống là đàn tay trái nha, tay bạn thấy tay trái hoàn toàn nốt đen hết, thì khi là nhịp chân xuống là đàn tay trái, đô si đô si đô lần nè, đô si đô si đô mi si la si hai, ok không, lần nữa nha, đô si đô si đô mi si la si hai. Tập một kỹ một câu này thì những câu
sau là sẽ bạn sẽ quen, sẽ dễ dàng hơn. Rồi bắt đầu qua câu thứ hai nè. Bạn nhớ đọc nốt và đếm nhịp của phần giai điệu ha. Thì tay trái nó sẽ theo phần giai điệu. Là ô câu thứ hai nè. La son la son fa son mi. 2 3. Ok không? Lặp lại nha. La son fa son mi. 2 3. Rồi khi mà vẫn câu thứ hai rồi mình sẽ ghép câu 1 và câu thứ hai. Khi mà bạn chưa vững thì bạn nên tập ha, tập để mình vững nhịp rồi đã, rồi mình ăn ghép hai tay nha. Rồi câu thứ ba sẽ giống câu thứ nhất ha, câu thứ ba nè. Bước trước mình tập cho nó kỹ kỹ rồi mình hẳn qua bước sau ha.